Công ơi, tiền nhiều làm gì, nhà nhiều làm gì, đất nhiều làm gì, đây này, lũ ốm nằm viện đây này, nhìn chưa, người ta đến người ta thăm nhiều lắm, đấy, người ta thăm À, nhiều. nhân ngày anh bảy thấy anh đau ốm anh nằm viện là tôi cũng tới thăm anh đó, là coi như cầu mong anh đó là sớm ổn định sức khỏe để mà về gia đình vui vẻ điều trị cho nó lành bệnh Vâng, à. cảm ơn anh. À. Đấy, ốm Ừ. đau đấy, À, ốm đau cực khổ đó, tuổi 27 già tháng mình đó 7 đấy, tuổi già là người cũng già ốm đấy, đau là cực nữa đó, họ cho cho nhiều nên lắm, tiền nhiều để làm gì họ cho nhiều lắm, à. tiền nhiều làm gì, Ừ. tiền nhiều làm gì, Ừ. con được đâu, Có ăn được đâu. nhà nhiều làm gì, cãi nhau làm gì, biểu tình làm gì, áo xanh áo đỏ làm gì. Sắp chết rồi công ạ. Ôi giời ơi, công ơi, nhà làm gì, đất làm gì, đến lúc nằm đây này, họ đem đến nhiều lắm, có ăn được đâu, nhìn chưa, biểu tình làm gì, cãi nhau làm gì. Sắp chết rồi, rủ nhau đi biểu tình làm gì, cãi nhau làm gì, nhà làm gì, tiền nhiều làm gì. Không có ai hỏi bạn là có vất vả lắm Ôi không, này, họ mang đến nhưng luôn có này, người hỏi bạn là kiếm được bao con nhiêu được tiền rồi. đâu, Cuộc sống là con vậy được đó, đâu. người ta chỉ nhìn vào kết quả, còn mình tự gánh cả một quá trình. Họ đâu có biết rằng đằng sau thành quả đó là những chuỗi ngày với mồ hôi, nước mắt, thậm chí là những tủi nhục mà ta phải trải qua. Làm gì có chỗ dựa nào là mãi mãi đâu. Bất cứ việc gì vẫn cứ phải dựa vào chính bản thân mình, đừng trông chờ vào bất cứ ai. Bởi khi không có ánh sáng, ngay cả cái bóng cũng sẽ rời xa bạn. Sẽ có một ngày bạn nghĩ thông và hiểu ra rằng trên thế giới này bạn chính là bạn. Bạn đau, chỉ mình bạn đau. Bạn mệt, chỉ mình bạn mệt. Thế nên, bạn phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, vì đó là nơi duy nhất bạn sống. Nhớ nhé. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều do cây thứ bát tiền mà ra, thứ tiền bát người ta tạo nó, rồi người ta lại khổ vì tiền, không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quý cũng thiên người. Trâu bò thì bị người xỏ mùi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn, khổ đến chết chưa buông được nó. Mà nhiều người lấy đó làm vinh, tiền xem trọng nghĩa xem. Tôi chưa tàn, xin bạn đừng đối xử tệ. Đời còn dài, chưa biết ai hơn ai đâu.